Chúc mừng được đi học lại nhé. Tôi đã bảo là anh đừng tìm tôi nữa. Nhưng mà tôi muốn nói chuyện. Hôm trước đã nói được gì đâu. Nhưng tôi không muốn nghe. Tránh xa cô ấy ra. Không liên quan đến anh. Bất cứ chuyện gì của Linh cũng đều là việc của tôi. Chẳng lẽ bây giờ cô và anh ta... Đúng. Bây giờ tôi chỉ thích gặp và thích nói chuyện với anh Phong thôi. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Tuấn có hay làm phiền em không? Không. Từ mai, nó hay bất cứ ai làm phiền em cứ bảo anh một câu, anh xử hết. Cả anh nữa. Lần sau đừng có đi theo tôi. Anh tưởng lúc nãy em bảo là... Tôi xin lỗi. Tại lúc đấy có anh Tuấn ở đó nên tôi... Không sao. Em lấy anh ra làm bất cứ cái gì cũng được, miễn là em vui. Nhưng tôi không muốn lợi dụng anh. Không. Anh không cho đó là lợi dụng. Anh... Từ mai anh có thể đưa em đi học được không? Trời tối, em đi một mình anh không yên tâm. Cảm ơn anh, tôi tự lo được. Anh không làm phiền em nhiều đâu. Nếu em không thích, anh có thể theo sau em, xa xa một chút được không? Chừng này được chưa? Hay là thế này? Thế này được chưa? Bất cứ chuyện gì của Linh cũng đều là việc của tôi. Bây giờ tôi chỉ thích gặp và thích nói chuyện với anh Phong thôi.